Dương Mai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em nha à, Cả nhà ơi trong cái video ngày hôm nay nếu mà ai bắt gặp được thì cái video này quá hấp dẫn cho uh, Cái video này là mua 3 tặng 2, mua 3 tặng 2 nha cả nhà Đây chúng ta mua dòng này là dòng giảo siêu nụ nè Đó giảo siêu nụ ha thơm bông trùm uh, Cả nhà ơi cái lô này là cành nhánh rất là xâm xê nha Đế là đế đẹp gốc thì tương đối to ha đây cành nhánh như thế này đây cả nhà Đó cây như thế này Giá là 100k một cây ngày hôm nay Nếu ai gặp cái video này ở Bên vùng Mai về em sẽ bán với giá là mua 3 tặng 2 Giá không đổi là 5 cây 300 Cả nhà 5 cây 300 Đây cả nhà nhìn nè Hết dí chưa Hết dí cho một cái combo này chưa cả nhà năm cây như thế này giá chỉ có 300k Còn bên em còn bao ship cho chúng ta nữa cả nhà à, Ví dụ như chúng ta không thích dòng giả siêu nụ Thì chúng ta có thể lựa chọn cái giống tặng cho chúng ta Đó chính là à, đại lộc hoặc là cúc thọ hương nha Đại lộc hoặc cúc thọ hương Ở à, Bây giờ em sẽ đi qua cho cả nhà mình xem ở à, đây là cái lô đại lộc nè đó đây là cái nhà đại lộc bên vùng mai nhà em nha à, em sẽ lại cái clip lớn nhất để cho chúng ta à, xem à, cái cây tặng nó như thế nào À, ví dụ như chúng ta thích 5 siêu nụ thì chúng ta lấy 5 siêu nụ Còn nếu không thích 5 siêu nụ thì chúng ta có thể lấy 5 uh, cây là 3 siêu nụ và 2 đại lộc như thế này cả nhà, hàng này là hàng chơi tết nha quý cô chú anh chị ơi, hàng là hàng chơi tết nha, à, mua ba mà tặng hai, cả nhà thấy lâu lâu mới có chương trình, à, còn những cái video khác thì là mua ba tặng một rồi mua hai tặng một nó đủ loại đủ giống hết, à, cho nên là ai thích cái vườn mai chiếc chè bông thì chúng ta hãy follow kênh hoặc bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai nhà em nha cả nhà, à, còn rất rất là nhiều cái video hấp dẫn trong nhiều cái loại mai nữa cả nhà ơi, à, hãy theo dõi kênh của em nha, đây cả nhà số lượng là rất là nhiều nè đó vừa đại lộc vừa siêu nụ em có dạo phú tân và cúc tân châu nữa nha em có dạo phú tân và cúc tân châu nữa đây cả nhà đây nè bên đây có tân châu và phú tân nữa nè rất là nhiều loại giống ở trong đây đó cho nên là ai thích loại nào thì cứ alo cho vườn mai nhà em nha cả nhà xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi với em nha